Xin chào các bạn, mình hướng dẫn cho các bạn cách để cài đặt kết nối giữa điện thoại iPhone với một chiếc camera hành trình thương hiệu iRat đến từ Hàn Quốc Thì chúng ta muốn cài đặt được thì chúng ta phải tải phần mềm về trước Thì chúng ta sẽ vào trong cái phần tìm kiếm của app Chúng ta gõ chữ iRat iRat, đấy các bạn nhìn thấy là iRat màu đỏ này Chính là phần mềm dùng để kết nối Ok đây là phần mềm mình đã được tải về sẵn rồi Đây chúng ta phần mềm trên này nhé các bạn nhé Đây là phần mềm iDroid đây nhé Thì bây giờ chúng ta sẽ Trước khi kết nối Thì chúng ta sẽ phải kết nối wifi Với lại uh, giữa điện thoại và cam Thì chúng ta vào phần uh, wifi Đấy, Các bạn nhìn thấy chữ là iRoad đây đúng Đấy sẽ tìm kiếm iRoad. Sau khi tìm kiếm iRoad rồi Chúng ta sẽ kích vào Và chờ kết nối Đấy các bạn nhìn thấy kết nối iRAT Q7 Trong trường hợp chúng ta yêu cầu mật khẩu Thì chúng ta sẽ phải gõ chữ mật khẩu đây, Mình gõ cho các bạn xem mật khẩu nhé Đây chúng ta à, Các bạn nhìn đây Mật khẩu thì chúng ta gõ chuyển sang chế độ tiếng Anh dấu cách tiếng Anh này Chúng ta gõ Phiến thường nhé Dòng đầu tiên Của bảng chữ cái này Dòng đầu tiên các bạn chữ cái trên, trên phần nhập mật khẩu. À, như vậy là đã được kết nối thiết bị uh, giữa màn hình uh, giữa điện thoại iPhone và camera iPad Bây à, giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Chúng ta kích vào phần mềm iRoad. À, các bạn nhìn thấy sau khi click vào phần mềm thì chúng ta sẽ tự động kết nối trong hợp mà không có kết nối thì chúng ta sẽ bấm vào một cái phím ở trên đỉnh uh, camera. Đây mình cho các bạn xem. Đấy, đây là kết quả của việc kết nối thành công. Chúng ta có thể kiểm tra cam trước, cam sau đều được rất đơn giản thôi. Được chưa? Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái cách kết nối giữa điện thoại và camera hành trình iRoad. À, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. À, mọi vướng mắc quý khách vui lòng truy cập vào website shopauto.vn hoặc à, gọi vào số hotline 0982096636 hoặc hotline chín sáu năm ba chúng tôi sẽ liên hệ để tư vấn à, xin cảm ơn